chào quý khách, hiện tại thì em đã bên cửa hàng bên em đã phủ xong con GLC biển 250 GLC 250 cho biển Hà Nội. Và Đăng Phương Auto hôm nay đã phủ hoàn thiện một xe. Và chất phủ là bên em sử dụng là chất phủ GB chính hãng của Mỹ. Hôm nữa xe GLC này đã bao gồm phủ và dọn dẹp nội thất ạ. Thì bây giờ sau khi phủ xong thì bây giờ em xin quay video một vòng quanh xe để quý khách có thể thấy là bên em đã phủ hoàn thiện và xe trước và sau khi phủ lên thì xe sẽ bóng và sáng như thế nào. Wow. Xin chào mọi người ạ. Đây. Đầu tiên thì em sẽ để mọi người xem đó là nội thất. Nội thất của xe. Nội thất của xe sau khi đã được dọn dẹp rất là sạch. Với nội thất da màu kem như thế này thì đòi hỏi là một người chăm sóc phải tỉ mỉ. Đòi hỏi một người thợ phải tỉ mỉ chăm sóc để có thể mang về chất da về mức tiệm cận, đó là mức gần như xuất xưởng. Đấy. Mọi người có thể thấy lớp bóng bóng ở trên đó là lớp phủ để bảo dưỡng. Lớp phủ này để bảo dưỡng da, giữ da được mới hơn, sạch sáng hơn. Không bị phai màu và không bị tối màu ạ. Đây là ở đằng sau ạ. Có thể thấy chất phủ. Xe thì dọn dẹp sạch sẽ, có mùi hương thơm nhẹ nhẹ và được phủ một lớp bảo dưỡng từ phần nhựa thì bên em sẽ bảo dưỡng riêng và phần phần da thì sẽ được bảo dưỡng riêng ạ. Đó là hoàn thành. Xe được hoàn thành. Tiếp theo đó là phủ ạ. Xe được phủ chất phủ GB9H+. Chất phủ GB9H+ siêu cứng, siêu sáng cho xe GLC 250. Đây là tổng quan đây ạ. Bóng quá à. Thật sự rất là đẹp. Ăn một vòng nha. Xe này mà màu đen thì mọi người ra soi gương. Với các chị có thể ra soi gương trang điểm được đấy ạ. Còn xe này màu trắng thì nó đã phản chiếu lại rất là nhiều. Mọi người có thể thấy là phản chiếu qua lớp bóng của xe ấy, thì phản chiếu lại đó là cái nền gạch phản chiếu trực tiếp lên thành xe. Còn nếu xe màu đen thì mọi người có thể ra soi gương và trang điểm trực tiếp trên đây được đấy ạ. Toàn bộ phần phần lẹp chân kính và cong kính đều được phủ. Cong kính và chân kính thì sẽ được phủ với một lớp khác ạ. Một chất khác nhưng cũng được phủ để bảo vệ cho tránh bay màu. Toàn bộ phần chân gương này. Đó. Rất là đẹp ạ. Với gói phủ cho SUV này thì bên em sử dụng chất phủ là chất phủ GB hàng chính hãng của Mỹ. Hàng chính hãng của Mỹ ạ. Với hàng chính hãng của Mỹ thì bên em phủ xe này và dọn dẹp nội thất là 2 ngày. Ngay cả cái lip turbo của xe mèo cũng được phủ luôn đấy ạ. Ngay cả lip turbo cũng được phủ nha. Đó. Đăng Phương Auto. Tại sao có một số quý khách thường không phủ và thường bảo rằng xe thì mình sử dụng với một xe mình sử dụng gia đình
và mình không cần phủ, không cần đầu tư cho nó. Đó là một điều hoàn toàn. Nếu phủ thì có một số bác thích đẹp, thích mới, thích sáng, thích bóng. Thật ra là nó để làm giữ lại cái bề mặt sơn, giữ lại cái lớp sơn của nhà sản xuất, đưa xe về với mức tiệm cận. Còn dọn dẹp nội thất là đưa xe về với mức tiệm cận khi mà xe đã qua sử dụng và nội thất đã xuống ngả màu đấy ạ. Đều được làm sạch và làm đẹp. Đến chi ở ngoài? Đến chi ở trên ngoài? Đều được làm sạch và làm mới hoàn toàn đấy ạ. Chất phủ là chất phủ GB siêu cứng siêu bóng đấy ạ. Đây là bề mặt sau khi phủ. Thật sự là quá tuyệt vời luôn ạ. Góc nào cũng muốn chụp thôi ạ. Thật sự là sau khi xe phủ xong thì bên em góc nào cũng muốn chụp. Bởi vì gió rất là sáng, rất là bóng. Và lớp sơn nó nổi lên rất là đẹp ạ. Mọi người có thể quan sát. Rất là sáng, rất là bóng và rất là đẹp. Với bên em đó là sử dụng chất phủ, đó là chất phủ GB siêu sáng siêu bóng. Hàng được cam kết chính hãng 100% đến tay người tiêu dùng và được cung cấp có giấy cao cả hóa đơn. Hàng chính hãng của Mỹ với chất phủ GB nhập khẩu. Chất phủ GB 9H+ mang đến cho xe của quý khách một diện mạo hoàn toàn mới. Một diện mạo được phủ một lớp thật sự rất là